nay bác Quy đem ra con diều mới thun hoàn toàn bằng tre hết để thử chừa gió lớn. Này các cô các chú đang hu tre. Gió chuyển lớn. Con này của anh Nam cũng tầm 4 mét hả ta? Tới không? 4 mét rưỡi lận hả? Gió dưới lại kém bố rồi. Không, áo vẫn lên tốt. Từ từ rồi ra con cơ đã lên nó sang rồi. Rồi, ok.
kéo dây nữa. Kéo con ông Nguyên Mạng vào đây cùng đấy. Con lù lại chút xíu đi. Nghe nay nghe đã rồi chứ, chó dày nè cũng gọi là hải dường sáo nè.